Chào mừng quý vị khán giả đến với Talk Show Chuyển động kinh tế, góc nhìn chuyên gia của báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính. Thưa quý khán giả, nông nghiệp là ngành kinh tế chủ đạo quan trọng của Việt Nam. Trong đó, ngành chăn nuôi là một phần cấu thành quan trọng kinh tế nông nghiệp. Tuy nhiên, việc chuyển từ tư duy nông nghiệp truyền thống sang tư duy kinh tế thị trường để nâng cao giá trị của ngành chăn nuôi vẫn không đơn giản. Bởi lẽ, theo số liệu thống kê chính thức, Việt Nam hiện có khoảng 10,9 triệu hộ chăn nuôi gà vịt, 4 triệu hộ chăn nuôi heo và khoảng 2,5 triệu hộ chăn nuôi bò. Nhưng quy mô chăn nuôi nói chung còn khá nhỏ lẻ. Phổ biến nhất vẫn là trang trại quy mô chăn nuôi theo hộ gia đình, nên đa số hoạt động còn manh mún và nhỏ lẻ. Để có góc nhìn toàn diện về vấn đề này, hôm nay báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính có mời đến trường quay hai chuyên gia nông nghiệp. Đó là ông Gabor Flau, Tổng Giám đốc The Herd và ông Vũ Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam, kiêm Chủ tịch Tập đoàn Hùng Nhơn để cùng bàn về chủ đề phát triển ngành chăn nuôi bền vững bằng cách nào. Và bây giờ, Thanh Dung xin được mời quý khán giả cùng theo dõi cuộc trò chuyện này. Trước hết, tôi xin được đặt câu hỏi cho ông Gabor ạ. Xin ông chia sẻ là cơ duyên nào đã đưa ông đến với một cái lĩnh vực hết sức khó khăn, thậm chí là cực kỳ chông gai, đó là đầu tư vào nông nghiệp Việt Nam ạ. Năm 2008 thì tôi làm việc tại một ngân hàng ở bên Hà Lan. Lúc đó The Herd đang phát triển rất là nhanh ở khu vực châu Âu. Và theo cái phân tích thị trường của The Herd thì họ thấy là thị trường Việt Nam là một cái thị trường rất là tiềm năng, phù hợp với cái cách làm của The Herd. Tại vì lúc đó The Herd Việt Nam cũng có rất nhiều cái hộ chăn nuôi nhỏ lẻ và có cái tổng nhu cầu thị trường rất là lớn và cũng có cái tăng trưởng khá là hấp dẫn. Thì lúc đó là tôi cũng có vợ người Việt rồi, thì The Herd là khách hàng của ngân hàng. Chính như vậy thì họ cũng liên hệ với tôi và hỏi ông có muốn chuyển nghề hay không, ông có muốn đi qua Việt Nam làm trong cái lĩnh vực nông nghiệp hay không. Thì lúc đó tôi thấy là tôi cũng báo thẳng với họ thì tôi không có kinh nghiệm trong cái lĩnh vực này. Tôi là học về tài chính, tôi cũng là về tài chính. Nhưng mà phía The Herd họ nói là họ sẽ có rất nhiều người chuyên gia sẽ giúp cho mình từng bước phát triển. Thì sau đó tôi thấy là một cái lĩnh vực rất là tiềm năng và lúc đó tôi quyết định tôi chuyển qua. Câu hỏi tiếp theo thì tôi xin dành cho ông Hùng ạ. Vậy thì thưa ông, thì tại Việt Nam thì tôi được biết là The Herd đã bắt tay với rất là nhiều doanh nghiệp, trong đó thì có tập đoàn Hùng Nhơn là một trong những cái đối tác quan trọng của The Herd với liên doanh DHN. Vậy thì xin ông có thể chia sẻ cái lý do mà The Herd đã chọn Hùng Nhơn ạ? Cái định hướng mà để chúng tôi hợp tác với nhau, thứ nhất là chúng tôi phải hiểu nhau. Cái thứ hai là làm để cho các đôi bên, hai doanh nghiệp đều có lợi. Và cái thứ ba là giúp nhau cùng phát triển. Thì chúng tôi đã tạo một cái hệ thống, hệ sinh thái chuỗi cùng với cả bên chỗ với tập đoàn The Herd xây dựng một cái hệ thống chuỗi để cùng nhau phát triển và cùng nhau giúp nhau để tạo hỗ trợ cho cái bà con nông dân, nhất là những cái người đồng bào dân tộc thiểu số. Và những cái cơ duyên mà chúng tôi làm ở đây là thứ nhất là chúng tôi nhìn thấy cái tiềm thức, và hai là trong cái bữa ăn hàng ngày của người lao động hoặc là người nhân viên, nhất là vấn đề là cái thực phẩm bẩn nó đang tràn lan ở thị trường. Và cái đánh thức toàn bộ cái chúng tôi phải thôi thức và chúng tôi phải vào, và hiện tại những cái bệnh viện là các anh các chị nhìn thấy vấn đề nó quá tải rất nhiều, vấn đề về tỷ lệ ung thư mắc bệnh rất nhiều. Thì đó là một cái lý do về vấn đề là chúng tôi chọn cái nông nghiệp. Nhưng mà về cái vấn đề là nông nghiệp thì là cái rủi ro rất lớn. Nhưng nếu mà chúng ta biết được cái cách để chúng ta vận hành và chúng ta quyết đoán được cái vận hành của một doanh nghiệp làm nông nghiệp thì chắc chắn sẽ phát triển được. Và hiện tại chúng tôi cùng với The Herd là cũng đang xây dựng một cái hệ sinh thái để cùng nhau phát triển và đưa cái tầm vóc của Việt Nam, nhất là nông nghiệp Việt Nam, nó càng ngày càng vươn xa hơn. Và những cái bữa ăn thực phẩm của người nông dân hoặc là những cái gia đình sẽ hạn chế được những vấn đề cái thực phẩm bẩn ở trong cái đời sống sinh hoạt của họ. Thưa ông Gabor, ông đánh giá như thế nào về cái tiềm năng của ngành nông nghiệp, đặc biệt là ngành chăn nuôi Việt Nam ạ? Theo ông thì để mà ngành chăn nuôi Việt Nam có thể phát triển bền vững thì cần có những cái sự chuẩn bị như thế nào ạ? Tôi đang sống ở Việt Nam cũng hơn 15 năm rồi thì tôi thấy là cái sự phát triển của Việt Nam thì rất là nhanh. Tổng giá trị xuất khẩu nông nghiệp, các sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam năm vừa rồi là trên 50 tỷ đô rồi. Tôi thấy là đây là cũng một cái bằng chứng là Việt Nam đang đi đúng hướng. Tuy nhiên là cơ hội lớn nhất nằm ở cái chỗ là tìm giải pháp để cả cái sản phẩm là chế biến sâu tăng được cái giá trị trong nước cao hơn, đặc biệt trong các sản phẩm cà phê, điều, thủy sản,
một số sản phẩm khác trong nông nghiệp thì Việt Nam từng bước cũng đến được rất nhiều quốc gia khó tính, cũng nhờ được các cái hiệp định thương mại tự do. Nhưng mà thêm nữa là một thị trường là 100 triệu người dân, là càng ngày họ có cái nhu cầu càng cao hơn, giống như nãy anh cũng nói là sản phẩm phải sạch, phải được truy xuất nguồn gốc, và người nông dân ở Việt Nam phải tin tưởng được cái sản phẩm sản xuất trong nước là đạt tiêu chuẩn, đạt chất lượng cao. Thì tôi nghĩ rằng đối với một nước giống Việt Nam á, là tương lai á, là có thể xuất khẩu được trên 100 tỷ đô là trong tay thôi. Ví dụ Hà Lan là đất nước rất là nhỏ mà giá trị xuất khẩu nông nghiệp là trên 120 tỷ đô một năm, thì chắc chắn là Việt Nam cũng sau này phải vượt cái con số đó. Thì lúc đó là có hai lợi thế. Một là tốt cho kinh tế, tại vì Việt Nam nói gì nói mà vẫn là một kinh tế nông nghiệp, và cái nền tảng của nông nghiệp rất là quan trọng đối với Việt Nam. Cái thứ hai, nếu mà Việt Nam xuất khẩu được nhiều sản phẩm thì chắc chắn là cái chất lượng sản phẩm càng ngày càng phải cải thiện hơn. Thì lúc đó là người sống trong Việt Nam cũng sẽ được lợi thế. Tôi xin được hỏi thêm một câu nữa với ông Gabo ạ. Là được biết là thời gian qua thì ông cùng với lại ông Hùng ấy thì đã phối hợp tổ chức khá là nhiều diễn đàn kết nối doanh nghiệp châu Âu với các địa phương mà có thế mạnh về nông nghiệp của Việt Nam ạ, giống như là Tây Ninh hay là Bình Phước ạ. Vậy thì theo ông thì doanh nghiệp Việt Nam có thể là tận dụng cái thế mạnh gì từ các cái doanh nghiệp châu Âu để mà phát triển ạ? Thì tôi cũng nhìn thấy là cơ hội để kết nối các doanh nghiệp châu Âu và các doanh nghiệp Việt Nam. Thì những cái diễn đàn mà mình thời gian vừa qua mình đã tổ chức thì có một cái hiệu quả là ở cái chỗ là rất nhiều doanh nghiệp châu Âu, họ mặc dù họ đã sống ở Việt Nam nhiều năm rồi nhưng mà nhiều người họ chưa đến Tây Ninh lần nào, chưa đến Bình Phước lần nào. Thì khi mà họ đã đến rồi mà họ thấy cái sự quyết tâm và cái sự nhiệt tình của chính quyền địa phương, và họ cũng thấy cái tiềm năng đầu tư, tiềm năng để kết nối với các doanh nghiệp Việt Nam của tỉnh đó, thì họ mở rộng hơn cái tầm nhìn của họ, và họ cũng có rất nhiều cái bước tiếp theo. Thì tôi đánh giá là cái đây là một cái cách rất là hiệu quả, vì con người phải gặp nhau, phải thấy được thực tế thì họ mới đánh giá được cái hiệu quả như thế nào. Cũng với cái câu hỏi này thì có lẽ là xin ông Hùng có thể chia sẻ góc nhìn của một doanh nghiệp Việt Nam ạ. Vậy thì ông đánh giá là cái ngành chăn nuôi của Việt Nam khi mà hợp tác với lại các doanh nghiệp châu Âu thì sẽ có những cái cơ hội như thế nào? Và ông thì có thể dẫn chứng thêm về cái sự lột xác của Hùng Nhân sau cái bắt tay với lại The Hut không ạ? Tôi đánh giá rất cao về vấn đề về cái vai trò của các doanh nghiệp châu Âu. Nhất là cái hiệp hội doanh nghiệp châu tại Việt Nam, Eurocham. Thứ nhất là cái sức mạnh của các hiệp hội, họ liên kết lại với nhau thành một cái tổ chức và tất cả cùng nhau phát triển. Và thứ hai là vấn đề là ví dụ như điển hình The Hut là một cái tập đoàn hoàng gia của Hà Lan, kinh nghiệm của họ hơn 100 năm. Là người Việt Nam chúng ta cũng phải tự nhìn nhận để chúng ta học. Thứ nhất là vấn đề cái tư duy, thứ hai là cái sáng tạo, và cái thứ ba là cái sự nhìn nhận của họ để họ quyết đoán trong công việc. Và chúng tôi cũng phải tự nhìn và chúng tôi cũng phải tự lột xác để chúng tôi thay đổi cái quá trình làm việc. Nhất là vấn đề là từ năm 2008 chúng tôi gặp bên chỗ The Hut. Và sau đó thì chúng tôi cũng phải tự để chúng ta nhìn nhận lại cái bản thân của doanh nghiệp của mình và cùng nhau để phát triển. Thứ nhất là vấn đề cái tư duy đổi mới, thứ hai là cái sáng tạo của mình để làm sao cho góc độ doanh nghiệp của mình nó phát triển. Cái thứ ba là cái người châu Âu họ làm theo cái hướng là chuỗi, liên kết chuỗi để tất cả các bên cùng nhau phát triển. Thì chúng tôi đã nhìn ra được vấn đề cái tầm quan trọng của các doanh nghiệp châu Âu, và chúng tôi cũng biết được cái lợi thế để cùng phát triển và cùng học, và lúc đó chúng tôi sẽ phối hợp cùng với cả The Hut, và chúng tôi chọn được cái mục tiêu thực sự là chọn để một doanh nghiệp liên kết. Nó không phải là dễ, nó rất khó. Nó giống như kiểu lấy vợ lấy chồng ấy, là phải tìm hiểu rồi phải các bên phải phối hợp qua lại và đi đến một cái hướng quyết định là có hợp tác hay không. Và tới thời điểm này chúng tôi nhìn nhận là cái vai trò của The Hut, nhất là những cái người dẫn dắt là chỗ Gabo là dẫn dắt cái đầu tàu của The Hut, họ đi theo một cái hướng kéo tất cả các doanh nghiệp đi theo, và cái sự phát triển của doanh nghiệp và sự phát triển tổng thể cho cái góc độ đó, thì tôi nghĩ đó là một cái cách làm của họ. Và hai nữa là cái người châu Âu thì họ làm theo cái hướng là đôi bên đều có lợi. Đấy, người nông dân cũng được hưởng lợi, nhất là vấn đề, và hai là cái hướng của The Hut là họ sẽ không cạnh tranh với người nông dân. Đấy là cái hưởng lợi của người nông dân rất nhiều trong cái vấn đề, và chúng tôi cũng trong cái vấn đề đó chúng tôi đã nhìn được cái tiềm thức, và tự cái bản thân chúng tôi phải tự học hỏi và tự sắp xếp để tính toán làm sao cho cái vai trò của mình nó nâng cao cái đời sống, và hai là cái kể cả những cái vấn đề về cái trang trại là chúng tôi phải tập trung về quản lý về chất lượng, quản lý về cái thiết bị, quản lý tất cả toàn bộ để nâng cao cái giá trị cùng với họ để hợp tác. Thì tôi nghĩ đó là một cái bài toán
thì tư duy của tất cả tổng bộ những doanh nghiệp làm Việt Nam là chúng ta phải tự thay đổi tư duy, tiềm thức của mình để chúng ta phát triển cùng với doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam. À, thưa hai ông ạ, được biết là Dehert và Hùng Nhơn thì đang triển khai cái mô hình hệ sinh thái từ trang trại đến bàn ăn, gồm các doanh nghiệp trong các lĩnh vực như là thức ăn chăn nuôi, con giống, trang trại chăn nuôi và thuốc thú y ạ. Vậy thì xin hai ông có thể chia sẻ thêm về cái mô hình hợp tác này và liệu rằng mô hình này có phải là đang là cái xu hướng tại Việt Nam hay không? Có lẽ là trước hết là xin mời ông Gabor có những cái chia sẻ về cái vấn đề này ạ. Lúc Dehert bắt đầu đầu tư vào Việt Nam thì mấy năm đầu chủ tập trung trong cái lĩnh vực sản xuất thức ăn. Chúng mình cho thị trường là Dehert có cái sản phẩm chất lượng tốt, giải pháp tốt. Sau đó là cũng nhìn thấy là chi cung cấp thức ăn chăn nuôi thì không đủ nếu mà muốn cạnh tranh trong một số lĩnh vực. Ví dụ trong lĩnh vực gà công nghiệp thì không có con giống thì cũng khó mà phát triển được. Các công ty đối thủ lúc đó trong thức ăn thì chỉ có những công ty mà họ có con giống trong tay họ có thể phát triển được. Thì sau đó là Dehert cũng quyết định mời một công ty của Mỹ là Belga Root là cùng nhau làm cái một công ty liên doanh với Belga. Sau này là công ty Belga này là các trung tâm giống là công ty một thành viên của tập đoàn Hùng Nhơn là DHN là đầu tư và sau đó là phía Belga là khai thác những cái trại đó và cung cấp giống cho thị trường. Thì đây là một cái ví dụ. Thì Dehert cũng có rất nhiều cái chuỗi liên kết khác nữa trong nhiều cái lĩnh vực khác, trong lĩnh vực bò sữa cùng với Vinamilk hoặc là trong lĩnh vực thủy sản với rất nhiều doanh nghiệp. Thì cái mô hình chuỗi liên kết này thì tôi nghĩ rằng là đây là một cái mô hình bắt buộc nếu mà muốn thành công. Nếu mà đi một mình thì chắc chắn là không cân trăng nổi, trừ khi một số doanh nghiệp họ quyết định họ làm khép kín nội bộ, cái mới nội bộ họ làm hết từ đầu đến cuối. Còn phía Dehert luôn đánh giá là một quốc gia giống như Việt Nam mà đang phát triển nên tận dụng cái sự giỏi và cái sự quyết tâm của các doanh nghiệp trong nước. Thì ở những nước khác Dehert cũng có kinh nghiệm như vậy, thì ở Việt Nam là cũng nhìn thấy là có rất nhiều doanh nghiệp giống như tập đoàn Hùng Nhơn, giống như một số cái đối tác khác trong cái chuỗi liên kết của chúng tôi họ cũng rất là quyết liệt và rất là muốn tham gia. Và khi mà có những cái đối tác như vậy mà họ cũng cùng với Dehert có một cái tầm nhìn dài hạn thì lúc đó sẽ thành công được. Thì tôi nghĩ rằng là chỉ không phải là lựa chọn, cái này là một cái bắt buộc. Muốn thành công và muốn phát triển thì phải cùng nhau phát triển. Ông Hùng, xin ông có thể chia sẻ thêm một chút về cái nội dung này không ạ? Cái định hướng của chúng tôi là cái liên kết chuỗi. Ví dụ như Dehert là chuyên về thức ăn, Belga chuyên về giống, Hùng Nhơn chuyên về trang trại. Và Visakan chúng tôi mới sát nhập một công ty chuyên về thuốc, thú y. Và chúng tôi có một cái, Dehert có một cái hệ thống, hệ sinh thái là Richicken, là các nhà máy giết mổ. Thì cái liên kết chuỗi của 6 cái này nó thành một cái liên kết chuỗi. Và tôi cũng nhắc lại một lần nữa là cái cách mà hiện tại chúng ta đang gọi cái liên kết chuỗi là ví như kiểu là ông trời đang sắp đặt cho chúng ta. Ví dụ như ông trời ông sắp đặt cho Dehert là chỉ làm thức ăn, sắp đặt cho Hùng Nhơn chỉ làm cái trang trại, sắp đặt cho ông Belga chỉ làm giống, là đặt những cái vị trí đó. Và hai là những cái vị trí Dehert rất giỏi về thức ăn, chúng tôi rất giỏi về làm trang trại, và Belga rất giỏi về giống, và Digicon rất giỏi về vấn đề giết mổ, và bên Sanka, Visanka thì lại về thuốc thú y. Ý là cái mô hình liên kết chuỗi đó là chúng tôi 6 cái liên minh này, trong cái liên doanh này là chúng mỗi người giỏi một cái lĩnh vực đó. Và cách theo như ngài Gabor nói là mỗi người giỏi từng cái vị trí, và 6 cái đó chúng tôi thành một cái mắt xích chuỗi của một cái hệ thống tuần hoàn trong hệ thống liên kết chuỗi. Thực sự cái đó là một cái am hiểu rất giỏi, tại vì là hiện tại nếu mà bên Dehert mà làm trang trại chắc chắn sẽ khó, vì là họ không có kinh nghiệm, và có thể là bề giống là Belga rất có kinh nghiệm, nên thành ra chúng tôi đang đưa theo một cái định hướng là thành một cái mắt xích tổng thể cho một cái liên hoàn thành một cái chuỗi. Thì Dehert là một cái người dẫn dắt toàn bộ hệ thống chuỗi chạy, và chúng tôi là hệ thống trang trại, hệ thống giống, rồi hệ thống thuốc, rồi hệ thống nhà máy giết mổ ấy, là tới toàn bộ cái bàn ăn và toàn bộ cái thực phẩm sạch đó. Thì Dehert giám sát được toàn bộ cái quy trình từ bàn ăn, rồi từ thuốc, rồi từ cái con gà trong hệ thống trang trại không sử dụng kháng sinh, ý là nguyên một cái liên hoàn cho cái hệ thống đó. Là tôi nghĩ đó là một cái buộc chúng tôi phải làm. Vừa rồi chúng tôi cũng mới mua bán sát nhập một cái nhà máy, và ngày 2 tháng 5 là chúng tôi cũng xuất cái lô đầu tiên thuốc thú y đi Hà Lan, và đó là một cái thị trường bắt buộc là chúng tôi phải xuất khẩu. Nên theo cái kinh nghiệm của tôi là hiện tại cái tư duy của người Việt Nam, thì kể cả tôi, bản thân tôi hồi xưa
cách đây khoảng 20 năm trước, lúc nào tôi cũng thích muốn làm một mình. Ý là muốn làm một mình, nhưng mà tới thời điểm này là mình tự phải nhìn nhận lại là mình phải làm những cái gì mình biết, còn những cái gì không biết là mình không nên làm. Tại vì mình làm một mình chưa chắc mình đã thành công được, nên thành ra là với cái kinh nghiệm mà chúng tôi học được đỡ hết rất nhiều là họ chỉ tập trung những cái gì họ biết là cái mảng thức ăn, và chúng tôi chỉ tập trung những gì chúng tôi biết là về trang trại. Và công ty Beo Gà là của Bỉ là chúng tập trung về con giống. Rồi đó, ý là tất đó là một cái chuỗi hệ thống, một cái hệ thống tuần hoàn mà chúng tôi đang làm. Thì tôi nghĩ đó là một cái thế mạnh mà của Hùng Nhơn và Đỡ Hớt trong một cái hệ thống chuỗi đó phát triển rất nhanh. Và hai là chúng tôi sẽ quản lý được toàn bộ cái vấn đề về cái kháng sinh của trong cái hệ thống trang trại đó, và đưa tới tay người tiêu dùng chắc chắn sẽ tốt hơn. Về quan điểm của tôi là sẽ tốt hơn. Và cái thứ hai nữa là vấn đề là theo đánh giá của chính phủ, nó có cả một cái nghị quyết của Ban Bí thư về vấn đề về cái sử dụng để xuất khẩu cho các thị trường halal, thì chúng tôi cũng đang phối hợp với cả Đỡ Hớt, cũng đang lên kế hoạch tổng thể cho để công bố cho cái chương trình. Và ngày 14 chúng tôi cũng chuẩn bị họp báo, chúng tôi công bố một loạt những cái sự kiện cho ngày 18 tháng 5 của bên phía Hùng Nhơn và Đỡ Hớt. Và đây cũng là một cái cảnh báo cho các doanh nghiệp Việt Nam là phải tự thay đổi. Tôi nghĩ là phải tự thay đổi tiềm thức, tự thay đổi phải cái tư duy để chúng ta phát triển theo cái xu thế thị trường. Nếu mà chúng ta mà không phát triển thì chúng ta sẽ không cạnh tranh được với cả các doanh nghiệp khác. Và phía Hùng Nhơn và Đỡ Hớt là chúng tôi hiểu nhau, hiểu được cách làm và hiểu được cái tư duy của từng, đặt những cái vị trí tốt nhất cho vấn đề cái cách làm. Và hiện tại chúng tôi cũng có thể là định hướng những cái giá trị cốt lõi của hai doanh nghiệp, và chúng tôi nhìn được vấn đề có lợi cho người nông dân. Cái quan trọng nhất là chúng tôi định hướng được có lợi cho người nông dân và cùng nhau phát triển trong cái suy thoái của nền nông nghiệp. Và cái cách nhìn của chúng tôi đang làm theo cái hướng là chúng tôi đi rất nhanh, chắc mà rất nhanh, tại vì là chúng tôi sẽ quyết định được cái thời cơ mà cái thời điểm xuất phát cho cái doanh nghiệp. Nhất là vấn đề là tôi đã rất nhiều cái câu mà tôi với Gabor hay nói chuyện là họ thức thì chúng tôi ngủ, mà họ ngủ chúng tôi thức. Chúng tôi đang làm theo kiểu một tư duy ngược, và chúng tôi chọn những cái thời điểm khó khăn nhất để chúng tôi đầu tư. Đó là cách làm của chúng tôi. Một lần nữa rất cảm ơn ông Gabor Flau và ông Vũ Mạnh Hùng đã dành cho báo Sài Gòn Đầu Tư Tài Chính cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Tôi xin được chúc hai ông luôn dồi dào sức khỏe để tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho ngành nông nghiệp của Việt Nam. Đặc biệt, tôi xin gửi lời chúc đến ông Gabor sẽ chính thức giữ vị trí Tổng Giám đốc Tập đoàn Đỡ Hớt Toàn Cầu vào ngày 1 tháng 1 năm 2025. Và ông Vũ Mạnh Hùng sẽ giữ cương vị mới là trưởng ban đối ngoại của Tiểu ban Nông nghiệp thuộc Eurocharm. Và đến đây, thời lượng dành cho Talk Show Chuyển động Kinh tế Góc nhìn chuyên gia của báo Sài Gòn Đầu Tư Tài Chính xin phép được khép lại. Chân thành cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại.